Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái đặc tính và tác dụng của sách vải. Đầu tiên chúng ta vào cái đặc tính của sách vải. Sách vải có đặc tính là mềm, khó rách, đây là ưu điểm khá nổi trội một cuốn sách vải so với cuốn sách thông thường. Trẻ ở độ tuổi từ 1 cho đến 6 tuổi là rất hiếu động, rất dễ làm rách hoặc là bẩn cuốn sách. Với sách vải thì việc này không có vấn đề gì cả, chúng ta có thể giặt cuốn sách vải thoải mái. Ngoài ra thì cái việc xé rách một cuốn sách vải là gần như điều không thể, bởi vì ngay cả người lớn chúng ta cũng rất là khó làm rách cái cuốn sách này. Đặc tính thứ hai của cuốn sách vải đó chính là màu sắc vô cùng sặc sỡ. Với cái độ tuổi nhỏ thì cái việc màu sắc càng sặc sỡ sẽ làm cho bé càng hứng thú. Tuy nhiên ở đây thì có một số màu sắc nó không phù hợp với cả trẻ thì chúng tôi đã loại bỏ ra. Đặc tính tiếp tục là đặc tính tiếp theo đó là sách vải thì vô cùng dễ dàng để có thể làm vệ sinh. Cái việc mà các bé chơi lâu ngày là thứ nhất, thứ hai là việc các bé dễ dàng làm bẩn cuốn sách, thì cái việc chúng ta có thể là vệ sinh nó là một cái điều vô cùng cần thiết. Đặc biệt các bé độ tuổi nhỏ thì hay ngậm cuốn sách, ngậm những cái đồ vật vào mồm. Cái việc là cần phải cuốn sách nó sạch sẽ cũng là một điều rất vô cùng cần thiết. Cuối cùng đó là sách vải có chủ đề phong phú. Việc vận động của trẻ sẽ được cuốn sách vải tận dụng. Ở đây thì có vận động tinh. Các bạn muốn biết vận động tinh là gì? Thì ở đây mình sẽ chia sẻ gọn một chút vận động tinh, tức là việc vận động của bàn tay, ngón tay. Cái này ở phương Tây họ rất là chú trọng trong cái giai đoạn đầu đời của trẻ. Việc chơi các đồ chơi lắp ghép này, xếp hình này, gấp giấy này chính là những phương pháp vận động tinh cho trẻ. Tất cả những cái điều này đều có trong cuốn sách vải. Thì nhưng mà tại sao thì vận động tinh sẽ giúp gì cho trẻ? Thì việc vận động tinh sẽ giúp các ngón tay của trẻ sẽ ngón tay và bàn tay của trẻ linh hoạt khéo léo, từ đây sẽ giúp cho trẻ khi đến tuổi đến trường thì sẽ viết đẹp hơn, vẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì có những với những cái sự khéo léo đó thì đó chính là bước đầu cho những cái năng khiếu của trẻ có thể phát triển. Tiếp tục của cái tác dụng của sách vải thì đầu tiên sách vải có cái tác dụng giống như những cuốn sách thông thường, việc cho trẻ tiếp cận ngay từ nhỏ để nuôi dưỡng tình yêu thương với những cuốn sách, việc ham đọc, ham học sẽ giúp trẻ tiến bộ hơn rất nhiều trong cái độ tuổi đến trường. Thứ hai là việc sách vải có nhiều chủ đề, nó giống như những câu chuyện giúp trẻ có thể tìm hiểu thêm thế giới quan, học tập chữ cái, con số cũng như các kỹ năng ở độ tuổi mầm non. Ngoài chủ đề học tập kỹ năng cho bé thì các chủ đề về giáo dục giới tính, kỹ năng tự bảo vệ mình không bị xâm hại tình dục đang là chủ đề cực kỳ hot và rất là hữu dụng cho trẻ. Cái tác dụng thứ ba đó là sách vải giúp cho bé vận động tinh, thì vận động tinh như lúc nãy chúng ta đã nói đó là cái tác dụng của nó. Với những cái tác dụng vô cùng to lớn của sách vải thì ở nước ngoài ấy, cái việc rất nhiều trẻ em gần như đứa trẻ nào cũng sẽ có một cuốn sách vải, đặc biệt là các nước nó phát triển ví dụ như Nga hoặc Thụy Điển, Thụy Sĩ. Giá của cái cuốn sách vải này thì thực ra là sẽ tùy thuộc vào số lượng trang các bạn chọn cũng như là cái sự phức tạp của các cái trang sách đó. Các bạn có thể tự có thể đặt mua ở trên cái trang vải dạn nỉ.com này hoặc là cái trang Facebook của chúng tôi. Ngoài ra thì các bạn có thể tự mua cái bộ combo của chúng tôi làm sẵn để phù hợp với việc các bạn làm cái cuốn, tự làm cái cuốn sách vải cho trẻ, cho bé. Và cái việc tự làm này thứ nhất là giúp cho các bạn có thể có cái khoảng thời gian để có thể chơi với trẻ. Cái ý nghĩa của cái việc tự làm sách vải này các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Thêm nữa thì cái việc tự làm sách này sẽ tiết kiệm được khoảng độ 60% chi phí so với cuốn sách mà các bạn mua của chúng tôi. Thực sự là đồ handmade và đặc biệt là những cái đồ tự làm bằng tay này nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Tùy thuộc vào cái nhu cầu của bé cũng như là nhu cầu của mẹ thì các bạn có thể chọn mua một cái bộ combo này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.